Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến nới lỏng nhiều hoạt động từ ngày 1 tháng 10. Chỉ thị nới lỏng nhiều hoạt động từ ngày 1 tháng 10 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố gửi bản dự thảo đến các sở ngành quận huyện lấy ý kiến trước khi chính thức công bố. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình vừa ký công văn khẩn gửi các sở ngành quận huyện và thành phố Thủ Đức đề nghị góp ý kiến dự thảo chỉ thị về điều chỉnh các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế xã hội. Theo đó, từ 0 giờ ngày 1 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến từng bước nới lỏng giãn cách xã hội tương ứng với cấp độ được đánh giá theo hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát có hiệu quả với dịch COVID-19 của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, một số điểm trong dự thảo. Thứ nhất, mở nhiều hoạt động sản xuất thương mại. Dự thảo cho phép nới lỏng các hoạt động như doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao công viên phần mềm Quang Trung và trên địa bàn quận huyện thành phố Thủ Đức. Hợp tác xã, các hộ gia đình sản xuất kinh doanh, nông lâm ngư nghiệp, dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, cơ sở thú y, đối tượng hành nghề thú y, công trình giao thông xây dựng, hoạt động kinh doanh thương mại. Về hoạt động các sự kiện, sự kiện thi đấu thể dục thể thao tổ chức quy mô tối đa 30% công suất và điều kiện 100% người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 được cơ quan có thẩm quyền cho phép tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe hàng ngày của người dân được hoạt động tối đa 10 người. Trường hợp có 100% người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 được hoạt động tối đa 50 người. Tổ chức đám cưới tối đa 50 người dự cùng một thời điểm và có sự giám sát của nhân viên y tế địa phương. Thành phố yêu cầu các hoạt động sản xuất kinh doanh được tổ chức ngoài trời, trong nhà như hội họp, tập huấn, hội thảo tập trung tối đa 10 người, Trường hợp có 100% người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, được tập trung tối đa 50 người. Tổ chức cá nhân kinh doanh, sản xuất, sử dụng toàn bộ lao động trực tiếp có thể xanh COVID-19, được tham gia các hoạt động với điều kiện đảm bảo chấp hành toàn bộ quy định về an toàn phòng chống dịch của ngành y tế và các bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch COVID-19 trên các lĩnh vực. Về hoạt động giáo dục đào tạo, tiếp tục triển khai hoạt động dạy và học trên môi trường Internet, qua truyền hình, trong học kỳ 1 năm học 2021-2022 với nội dung tinh gọn trọng tâm, phù hợp tâm sinh lý lứa tuổi của từng đối tượng học sinh, chuẩn bị cho việc mở cửa trường học đón học sinh trở lại một cách thận trọng, từng bước trên cơ sở đảm bảo an toàn tối đa cho người học và đội ngũ nhà giáo. Việc mở cửa sẽ ưu tiên cho đối tượng trẻ nhỏ mầm non tiểu học. Về hoạt động giao thông vận tải kiểm soát lưu thông Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo tiếp tục duy trì 12 chốt kiểm soát ra vào thành phố và 39 chốt tại địa bàn cửa ngõ giáp danh với các tỉnh. Các chốt kiểm soát tiếp tục kiểm tra phương tiện, người tham gia lưu thông bằng mã QR và các công cụ nhận diện của từng ngành lĩnh vực. Thành phố bố trí chốt kiểm soát lưu động và tăng cường kiểm soát lưu động tại các điểm giao thông mật độ cao. Hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường sắt, đường thủy tối đa 50% công suất, lưu thông vận chuyển hàng hóa nội tỉnh liên tỉnh được hoạt động đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch và phải được cấp mã QR khi vào vùng xanh. Người cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng xe máy có sử dụng công nghệ shipper đã đăng ký với Sở Giao thông Vận tải hoặc Sở Công Thương và người vận chuyển hàng hóa bằng xe máy của doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể đã đăng ký với Ủy ban Nhân dân quận huyện thành phố Thủ Đức. Nhóm này được hoạt động với điều kiện tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 hoặc được xét nghiệm định kỳ. Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các địa phương tổ chức việc đi lại cho các nhóm ưu tiên gồm công vụ, công nhân, chuyên gia, người đi khám chữa bệnh. Thành phố cũng kiến nghị mở một số đường bay quốc tế và trong nước đến đi từ cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Các hoạt động kinh doanh có khả năng lây nhiễm cao gồm quán bar, spa, massage, dịch vụ làm đẹp, dịch vụ ăn uống tại chỗ, dạp chiếu phim, vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử. Sự kiện hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo, tín ngưỡng, meeting, lễ phát động hoạt động của cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự bán hàng rong vé số dạo hoạt động của cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ khác không được nêu trong dự thảo tiếp tục dừng hoạt động